Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay kênh Bonsai Việt Nam xin giới thiệu tới quý vị các bạn một nhà vườn mới ở Bình Định. Đấy là vườn của bạn Dư Bonsai. Bạn này còn khá trẻ. Nhà vườn của bạn ấy thì ở số 142 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Vườn này ở đối diện với lại ga Diêu Trì quý vị nhé. Và trong video ngày hôm nay thì bạn Dư có giới thiệu và giao lưu tới quý vị các bạn 5 tác phẩm bonsai có báo giá ở trong video luôn quý vị nhé. Bao gồm một số tác phẩm xanh, si, bồ đề và một tác phẩm me. Và trong video là bạn ấy đang đứng cạnh một số tác phẩm mà bạn ấy đang tạo tác. Và cái cây đầu tiên đấy là một cái cây si. Si này kiểu lá nó vàng vàng nhé. Một cây si đang ôm bình. Và sau đây thì bạn Dư sẽ giới thiệu và báo giá từng tác phẩm trong video ngày hôm nay nhé. Quý vị có hợp nhãn thì có thể liên hệ với bạn Dư theo số điện thoại trên góc phải màn hình video 070-233-8047. Cảm ơn quý vị các bạn. Cây có chiều cao là 45. Cái bờ ngang của mặt chậu là 35. Và cái hành đó là 70. Cây khá duyên dáng nữa thật. Giá cây này là 7 triệu. Một tác phẩm bồ đề đọt đỏ. Nhìn chậu 30, cam 34 và hành là 90. Cây gì? Giá giao lưu cây này là 7 triệu. Phẩm xanh quơ lá nhỏ Bình Định. Cây cao 50, nệm chậu 45-27 và có hành thân là 27. Cây giá là 5,5 triệu. Phẩm xanh quơ cây có chiều cao là 33, nệm chậu 25-20. Cây rất quái ngợi thật. Giá giao lưu của cây này là 2 triệu. Cây
xanh quơ, ghép nam điều, ôm tượng, hàng bàn chè. Cài cao 38, hành 38, kích thước chậu là 28 x 20. Cài ôm tượng nhiệt tiết để ghép đầy đủ. Cây là 3 triệu. Tác phẩm xanh quơ lá nhỏ Bình Định. Chậu có kích thước là 27 x 21, cao 35. Cây có giá là 2 triệu. Tác phẩm mê bằng có chiều cao là 40. Miệng chậu là 21.